ba điều, three things. Thứ nhất, mặc cảm tội lỗi. The condemnation of sins. Thứ nhì, thất bại. Failures. Thứ ba, tập trung quá nhiều vào con người thay vì về Chúa. Thirdly, focusing too much on people, on a problem, not on God. Đây là ba điều chúng ta cần phải phá vỡ để chúng ta có thể bước vào trong năm 2023 với sự thành công từ nơi Chúa cho chúng ta. Hallelujah. Chúng ta sẽ hát bài hát này với một sức mạnh và một lời công bố mạnh mẽ từ nơi Chúa. Và chúng ta nói với ba điều đó rằng: tạm biệt thầy vĩnh biệt. Tạm biệt thầy vĩnh biệt. Just a goodbye or forever goodbye with these three things. Not a temporary goodbye. Not see you again. Forever goodbye. Forever goodbye. Amen. Quyết định 2023, tôi sẽ bước vào năm mới để làm chọn được ý định của Chúa cho năm này. Hallelujah. Đưa cao tay hướng về Chúa. Lúc tôi thổi cái tung thổi tu và vẫy cờ. Đến trong mình lại Chúa, nhờ danh Giêsu bước đi trong mình Chúa. Biển đất trên cao đến trong mình lại Chúa, nhờ danh Giêsu bước đi trong mình Chúa. Biển đất trên cao. Xiềng xích của mặc cảm tội lỗi, xiềng xích của thất bại, xiềng xích của những trói buộc, để khai phóng sự tự do. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Nâng trên cao đến trong uy quyền danh Chúa, nhờ danh Giêsu bước đi trong quyền năng Chúa, quyền năng trên.
cao, quyền năng trên cao đến trong uy của Thánh Chúa. Nhờ danh Giêsu bước đi trong quyền năng Chúa, phá tan mọi xiềng, phá tan mọi xiềng, phá tan mọi xiềng, phá tan mọi xiềng. Ma quỷ sẽ nói với chúng ta rằng đời mày nghèo, đời bố mày nghèo, đời ông của mày nghèo thì con của mày sẽ nghèo. Ma quỷ sẽ nói với chúng ta rằng đời của mày bệnh tật, đời bố của mày bệnh tật, đời ông của mày bệnh tật thì đời con của mày cũng sẽ sống trong bệnh tật. Ma quỷ sẽ nói với chúng ta rằng đời mày cả đời nợ nần thì con của mày cũng sẽ nợ, cháu của mày cũng sẽ nợ. Hãy nói với nó rằng hết đời rồi quỷ Satan, cấm miệng lại. Hỡi Satan, cấm miệng lại. Ta sẽ thành công, con cháu của ta sẽ được phước, dòng dõi và hậu tử của ta sẽ như vườn năng tưới và như suối nước không hề khô vậy. Hãy bẻ gãy mọi xiềng và mọi tiếng nói của ma quỷ. Hãy mở miệng ra khai phóng trong môi miệng của chúng ta, phá vỡ mọi xiềng xích. Break every chain, every condemnation of Satan. Bless your future, bless your future, bless the next generation. Phải môi miệng của chúng ta nói lời tốt đẹp ra khỏi môi miệng của chúng ta, cho cuộc đời của mình, cho thân thể của mình, cho hậu tự của mình, cho tương lai của mình. Ta không nhường một chỗ nào cho hạt giống của ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta.
nhường một chỗ nào cho hạt giống ma quỷ gieo vào tâm trí. Nó sẽ gieo ngày đêm nha anh chị em. Nó sẽ nói với chúng ta rằng năm mới sắp đến và năm mới sẽ không khác gì năm cũ. He will speak in our mind that the new year is coming, but there's nothing new compared with the old year. Hãy cười vào mặt nó và nói rằng hãy đứng mà nhìn xem sự thành công của ta trong Chúa Giêsu. Let us laugh into his face and proclaim that. Wait and see my success in Jesus Christ. Nó sẽ nói với tâm trí của chúng ta, ngươi sẽ bị hổ thẹn trước mặt mọi người. Hãy nói với nó rằng hãy đứng và nhìn xem sự tự hào của ta trước mặt mọi người vì phước lành Chúa ban cho. Wait and see my pride and my blessing. Phải nói ra bằng âm thanh, khai phóng ở bầu không khí thuộc linh này, bẻ gãy mọi xiềng xích, công bố sự thành công của Chúa, công bố sự chúc phước của Chúa. Hallelujah. Thân thể của ta được khỏe mạnh, tâm linh của ta được mạnh mẽ, ta không nghèo thiếu mà được giàu có, ta không đi vay nhưng cho người khác vay. Hallelujah. Quyền năng trên cao đến trong linh hồn thánh Chúa, nhờ danh Giêsu bước đi trong hiện tại Chúa. Năng trên cao đến trong linh hồn thánh Chúa, nhờ danh Giêsu bước đi trong hiện tại Chúa. Nói lời chúc phước cho các cơ quan nội tạng. Speak blessing to all of our organs. Nói lời chúc phước cho tất cả các cơ quan nội tạng. Let us speak blessing to all of our organs, our hearts, our tummy. Hallelujah. Our kidneys. Mở miệng ra chúc phước cho các cơ quan nội tạng của mình. Jesus, bless our heart, bless our kidneys, bless our blessing to our kidney, our heart, our stomach, our immune system, all the organs. Be blessed, be renewed, be refreshed with the power of the Holy Spirit. Quân Chúa thay thiên quân lên.
Đây là điều tôi hình dung cho 2023. This is what it is, I ask God to give into that for next year. Nhiều người mù mắt sẽ nhìn được mở ra mắt thuộc thể. Many blind people will be healed, be opened. Nhiều người điếc tai, điếc tai sẽ được chữa lành. Many deaf people will be healed. Tôi nói vì tôi đã kinh nghiệm điều này. I speak this because I have experienced. Tôi nói vì tôi đã nhận được lời tiên tri cho điều này. Because I have received the prophecy about this. Nhiều người bị tà ma ức hiếp sẽ được giải phóng. There are many demon possessed people will be delivered. Ít nhất 10 hội thánh sẽ được thành lập mới trong 2023. 10 new churches will be opened in 2023. Chín ân tứ thánh linh sẽ được vận hành rất mạnh mẽ trong năm mới. The nine gift of the spirit will be manifest very strong in 2023. Ngài sẽ bao phủ tôi. Đây là niềm tin của tôi. The Lord và lời tiên tri của tôi. Me. Nếu quý vị có niềm tin, quý vị sẽ nhận được điều này. If you have Ngài sẽ bao faith, phủ tôi với vinh quang của Ngài. The Lord will cover me with His vinh glory. Vinh quang của Ngài. His glory. Vinh quang đó sẽ làm cho kẻ thù xấu hổ và bị đoán phạt. The enemy feel ashamed and vinh quang đó sẽ đem lại điều phước của Chúa cho that những người khiêm nhường. Glory will bring the blessing to the humble people. Hallelujah. Rất nhiều tài chính sẽ được đổ vào the trong gia đình của tôi. Financial blessing will be filled. Và rất nhiều tài chính sẽ được đổ vào trong hội thánh Syndicate. A lot of money will feed on the church. Hallelujah. Dòng chảy của Thánh Linh êm đềm nhưng rất mạnh mẽ. Như cái dòng suối chảy ở trên từ các khe núi. Rất từ từ nhỏ, nhưng khi nó dồn lại xuống một chỗ, nó mạnh như dòng sông. Hallelujah. Sự sống của Chúa sẽ chảy như vậy. But when it flow into và mỗi người trong river, chúng ta đang tuôn chảy một phần của cái mạch. So each of us khi ghép lại với nhau sẽ tạo ra một dòng sông. It's one small flow, but when it flow into one rave will be very strong. Đưa cao tay lên để vinh quang của Ngài đến. Raise our arms up. Let your glory fall. 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 Let your glory fall in this place. Lead us into the holy presence in the heavenly places. Let us access to the throne of grace by faith and touch the beauty of your glory. Let your glory fall. Xin vinh quang của Chúa tuôn đổ trên con. Let your glory fall in this land. Let your glory fall in this land. Chúng ta sẽ kinh nghiệm bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng tượng trưng cho bảy sự mặc khải, bảy mức độ mặc khải của Chúa. The seven levels of revelation.
bảy sắc cầu vồng tượng trưng cho bảy đặc điểm của Thánh Linh Chúa. Bảy sắc cầu vồng tượng trưng cho bảy sự vận hành của Ngài. The seven colors of the rainbow. Bảy sắc cầu vồng này hợp lại trở thành một cầu vồng trọn vẹn. Và nó cũng là biểu tượng của giao ước. The symbol of God's covenant. Khi Noe nhìn thấy cầu vồng, ông biết sự kết nối của ông đối với đấng tạo dựng nên ông. He knows his connections with the creator. Chúng ta sẽ kinh nghiệm bảy sắc cầu vồng và kinh nghiệm một chiếc cầu vồng. The seven colors of the rainbow. Chúng ta không chỉ muốn kinh nghiệm một sắc, hai sắc, nhưng mà kinh nghiệm cả bảy sắc cầu vồng. We are not satisfied if we just see one or two colors of the rainbow. We want to experience all the seven colors of the rainbow. In that way, we will feel God's glory in the fullness. Let the glory fall. Let the glory fall. Xin vinh quang của Chúa tuôn đổ. Holy God, come with your glory. Holy God, come with your power. Holy God, come thần linh của with Chúa, your mind. Hãy đến trong quyền năng của Ngài. Let your glory fall. Xin vinh quang của Chúa tuôn đổ. Let your glory fall. Xin vinh quang của Ngài. We worship you. Thank you, Jesus. Vinh quang của Chúa vây phủ lấy anh chị em. Khi anh chị em rời nơi này, khi anh chị em rời nơi này, when you leave this place, sẽ rời nơi này với vinh quang của Chúa. You will carry God's glory with you. Cách đây 2 tháng, 2 months ago, khi tôi đến nhà một người để cầu nguyện chữa lành, when I visit one of Christian's home to pray for healing, người đó vừa nhìn thấy tôi, as soon as the person nôn mửa saw me, và chạy vào bên he trong, started to vomit and run into the toilet. Tà linh đã bắt đầu sợ hãi và la hét. The evil spirit started to be scared and shouted. Mặc dù tôi đã cầu nguyện đuổi quỷ giải cứu rất nhiều lần, even though I used to pray for deliverance, nhưng khi tôi thấy điều đó xảy ra, when I saw that happen, tôi biết rằng trong tôi có vinh quang của Chúa. In me, there is the glory of God. I have the glory of the Lord. Hãy mặc lấy vinh quang của Chúa trong giờ này đây. Let us put on God's glory right now. Để anh em ra khỏi đây. So when you walk out of this place, đi đến nơi khác, you move to other places, người khác sẽ nhìn thấy vinh quang other của Chúa trong anh chị. Other people will see God's glory on you. Tôi ngồi uống nước với một người bạn ngoại đạo. I was sitting for a drink with a non-believer friend. Người đó nói với tôi, he said, em thấy mình xấu xa quá khi ngồi bên cạnh anh. When I sit in front of you, I feel that I am a sinner. I'm a terrible person. Tôi không nói gì về tội lỗi. I didn't say anything about sin. Tôi không nói gì về bản thân. I didn't say anything about myself. Tự nhiên người đó nói như vậy. That person just điều đó cho tôi biết rằng tôi có vinh quang của Chúa. I've got the glory of God in me. À, tại nơi này anh chị em đến đây để mặc lấy vinh quang của Ngài. You come here to put on God's glory. Mặc lấy vinh quang của Ngài. Put on God's glory. Rời nơi này anh chị em sẽ đem vinh quang của Chúa đến khắp nơi. You will bring God's glory to everywhere you go. Lần nữa giơ cao tay lên. Let us raise our arms. Put
let your glory fall in this place. Let your glory fall, the glory fall, the glory fall, the glory fall. Let your glory fall. David nói rằng tôi muốn được chọn đời ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Want to live in the Lord's house all để my life. Để xem vẻ đẹp của Đức Giê-hô-va. To watch God's beauty. Và cầu hỏi ở trong đền của Ngài. And pray in His temple. Vì ở trong đền của Chúa có vinh quang của Ngài. Because in God's temple rất cao there is His glory. Let us raise our tiếp arms nhận up. Vinh quang của Ngài, mặc lấy vinh quang của Ngài. Let us put on God's glory. Glory of the Lord fall down. The glory of the Lord fill up this world. Let your glory come to this world. Let the glory shine. Let your glory shine. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con thờ phượng và tôn cao Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời anh em ngồi. Ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.